Thưa quý vị, trước đó tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố, trước sự chứng kiến của các cơ quan thông tấn báo chí, tập đoàn Sun Group đã trao gói hỗ trợ tiếp sức cho thành phố Đà Nẵng trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn với tổng trị giá gói hỗ trợ lần này là 45 tỷ đồng. Cụ thể, tập đoàn Sun Group hỗ trợ nhu yếu phẩm cho 30.000 hộ nghèo, cận nghèo, các hộ gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 tại Đà Nẵng. Ngoài ra, tập đoàn Sun Group sẽ cung cấp 1.400 tấn rau củ quả tươi và tặng 100.000 kit test nhanh COVID-19 nhằm hỗ trợ công tác xét nghiệm, sang lọc bệnh nhân tại thành phố. Nguồn kinh phí hỗ trợ của tập đoàn Sun Group lần này hết sức ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự chung tay đồng hành của doanh nghiệp với đảng bộ, chính quyền thành phố, thực hiện biện pháp mạnh trong 7 ngày tới theo phương châm ai ở đâu ở đó với quyết tâm chính trị cao, sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng để sớm khống chế, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.